Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan một ngôi chùa của người dân tộc Khmer Cà Mau nha. Ở đây là xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Từ trung tâm thành phố Cà Mau mà đến với địa chỉ này thì cũng khoảng chừng 20 km. Còn con kênh này thì gọi là kênh Rạch Cui nha. Ngôi chùa này thì cũng đã gắn bó với kênh Rạch Cui này rất là nhiều đời, cho nên người dân ở địa phương này thì họ thường hay gọi là chùa Khmer Rạch Cui, chứ họ không có gọi theo phiên âm của ngôi chùa. Từ ở trung tâm thành phố Cà Mau mà chúng ta đi đến đây thì có thể chúng ta đi theo tuyến đường sông Đốc hoặc là đi theo tuyến đường Hoàng Đá Bạc thì cũng được nha. Đường nào thì cũng rất là dễ đi. Ở hai bên bờ kênh Rạch Cui này thì đều là đường lộ nông thôn 3 mét hết nha. Đi xe ô tô thì vô tư luôn. Ở phía trên của các nóc chùa hoặc là các cổng mà có ba tháp như thế này thì tượng trưng cho là tam giới hoặc gọi là tam bảo thì cũng được. Ở trên cổng chùa này thì tên của chùa phiên âm ra chữ Latin thì đọc là Sai Chum Parasai nha. Có tên hơi khó đọc cho nên người dân ở địa phương này họ không có dùng đến mọi người. Các tượng nàng tiên nữ này thì gọi là nữ thần cây non. Theo tín ngưỡng của người dân tộc Khmer thì nữ thần cây non này tượng trưng cho là hòa bình, thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc. Con đường ở cổng chính đi vào chính điện thì hai bên đường tất cả đều là tượng của nữ thần cây non. Ở trên đầu thì có đội một chiếc nón chớp hình tượng của một ngọn tháp. Hình tượng của một ngọn tháp hoặc là năm ngọn tháp thì đều tượng trưng cho ngọn núi Meruturi. Mấy trụ cột này là lồng đèn nha mọi người. Lồng đèn mà được thiết kế chạm chỗ hoa văn đẹp quá tài luôn. Tên ngọn núi Meruturi thì ngày xưa có 5 vị thầy đến đây để tu tập và đã trở thành Phật nha. Cho nên là bên Bổn Đạo Nam Tông họ rất là tôn sùng và lấy ngọn núi này để mà làm biểu tượng. Theo phong tục tín ngưỡng của người dân tộc Khmer thì ở trong gia đình mà có con trai ở độ tuổi 12-13 tuổi thì họ sẽ cho đến chùa để mà học tập cầu nguyện trả ơn cho cha mẹ nha. Theo phong tục này thì thời điểm xã hội hiện tại thì không có bắt buộc mà sẽ tự nguyện tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình thôi. Thấy ở bên này có một căn nhà mới vừa xây xong, mình vào bên trong xem cái chân dụng vào công việc gì nha. Căn nhà này thì chỉ dành riêng để mà thờ phượng các vị sư chủ trì nhà chùa đã trở về với Phật nha. Mình đến rất nhiều ngôi chùa của người dân tộc Khmer thì ngôi chùa nào cũng đều có một căn nhà hoặc là một khu vực riêng để mà thờ các vị sư đã trở về với Phật như thế này mọi người. Bên Nam Tông thì họ gọi là sư, còn ở bên Bắc Tông thì họ gọi là thầy nha. Bên Nam Tông thì một ngôi chùa có đến là 3 vị sư chủ trì nha. Gọi là sư cả cùng với 2 sư phó. Còn ở phía bên Bắc Tông thì chỉ có một thầy chủ trì thôi, không có phó trưởng gì cả. Về thiết kế cái ngọn tháp này thì nhìn giống như một người đá phức mà vẫn còn hiện diện ở tại thế mọi người. Mình sẽ đi sang tam bảo và chính điện để cầu nguyện nha. Bên phái đạo Nam Tông thì họ cũng thắp nhang giống như bên đạo Phật của dân tộc Kinh của chúng ta. Ở khu vực phía sau hậu của chùa thì là nơi nghỉ ngơi của các sư sãi nha. Mình đi vòng quanh sân chính điện thì không có thấy nhà đường xa la. Như nhà đường Sala chưa được xây dựng. Ở tam bảo này thì không có thấy chữ Việt ngữ.
Ở bên trong khu Tam Bảo thì được sắp đặt thờ phượng rất là trang trọng nha. Bên Bông Đạo Nam Tông thì họ chỉ thờ duy nhất có Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, còn các tượng Phật khác thì chỉ tượng trưng phụ họa. Nơi thờ Tam Bảo ở đây thì rất là nhiều tượng của Đức Phật Thích Ca nha. Có ba tượng nhỏ nhất trong tư thế ngồi thiền, ở phía dưới là Phật A Di Đà, Quan Thế Âm cùng với là Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở hai bên thì có hai tượng Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đang cầm bình bát đi khất thực. Có cả là tượng Thích Ca Mâu Ni từ thời nhỏ cùng với là tượng nằm dẫn đến cõi Niết Bàn. Còn hình tượng ở phía trên này thì gắn hổ mang bảy đầu che chở Đức Phật ngồi thiền trong 7 ngày ở dưới mưa bão, rất là đầy đủ luôn. Còn phần bên này thì dành cho khách là đến viếng chùa để mà làm lễ cầu nguyện nè. Nhìn tất cả mọi thứ ở đây thì đều được khắc họa hoa văn truyền thống với nhiều họa tiết rất là sống động luôn nha. Chúng ta sẽ đi trở ra bên ngoài và tiếp tục đến với khu chính điện để cầu nguyện nha. Nhìn về khuôn viên của ngôi chùa này thì rất là rộng luôn nha. Có tổng diện tích chắc cũng khoảng chừng 1 hecta. Còn nền sân cỏ thì vẫn để cho các loại cỏ mọc tự nhiên nha. Này là tượng trưng cho sự hoang dã của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Nhìn thấy có mấy cây xà là cho trái quá nhiều, đến để ngắm một chút nha. Cây xà la này nó cũng còn nhỏ mà cho trái quá trời nhiều luôn mọi người. Nhìn thấy trên cây này có hơn 100 trái luôn. Cây xà la thì cũng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật Thích Ca nha. Từ lúc mà Hoàng hậu Ma Sa hạ sanh ra Đức Phật thì cũng ở dưới gốc cây xà la ở trong khu vườn Ngự Quyển Lâm Tỳ Ni. Và sau khi mà Đức Phật trở về với cõi Phật thì thân xác cũng được an nghỉ ở dưới hai gốc cây xà la nha. Cho nên là các ngôi chùa Phật hiện nay thì họ đều có trồng cây xà la này để làm biểu tượng. Khách mà đến viếng chùa thì tạm thời nghỉ chân nghỉ mát ở dưới gốc cây xà la này thì cũng rất tốt nha. Có khu chính điện thì mới được xây dựng trong thời gian gần đây, cho nên khuôn viên chùa cũng đã được mở rộng thêm và mặt trước của chính điện thì quay về hướng đông nha. Còn cổng mà chúng ta vào lúc đầu thì là ở hướng bắc. Hồi này là hồ nước sinh hoạt công cộng nha. Hồ nước mà trang trí hoa văn đẹp như thế này cho nên không có nhận dạng ra được là hồ nước nha, mọi người. Bảng này thì ghi nhận tên của những người làm công đức, những người mà đã bỏ tiền ra để xây dựng các hạng mục của chùa. Ở trên các nóc của các ngôi chùa thì đều có hình tượng của những ngọn tháp thế này. Cây cột cờ thì bên Phật giáo họ thường hay gọi là cây phướng nha. Mấy năm gần đây thì cột cờ ở các ngôi chùa đã được cải tiến, chỉ dựng một cây cột cờ mà kéo cả hai lá cờ, cờ Phật giáo và cờ Đảng đi song song nhau, chứ không có sử dụng hai cây cột cờ riêng lẻ như ngày xưa nữa. Có bốn con nghê canh giữ ở bốn hướng nè. Con nghê thì được khắc họa theo lối là trừu tượng của con người thôi, chứ thật ra thì không có thực ngoài đời nha. Còn về việc khắc họa gương mặt của con nghê thì còn phải tùy thuộc vào bối cảnh hiện tại nữa. Chẳng hạn như là buồn vui, hung dữ, hiền lành chẳng hạn. Chứ còn không có bắt buộc phải là làm chung một khuôn mẫu. Con tôn tượng này là Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Được khắc họa như thế này thì lúc Thích Ca còn ở tại thế.
Này là gia đình ông Thạch Phum, bà Phạm Thị Thanh. Này là tên những người mà họ đã đóng góp để xây dựng những bức tượng này mọi người. Còn đây là chính điện của chùa mới được xây dựng trong thời gian sau này nha mọi người. Chính điện thì được quay mặt về hướng đông nha. Ngôi chính điện này thì được xây dựng hoàn thành vào ngày 11 tháng 4 năm 2022. Tính ra thì cũng mới có hơn 2 năm rồi. Còn các cột tượng này thì cũng chung một rem với các cột tượng ở phía bên tay phải nha. Cũng là hình tượng của Thích Ca còn lúc ở tại thế ôm bình bát đi khất thực. Gia đình ông Lâm Hoàng Sang, ấp 5. Này là tên người mà họ đã hỗ trợ tiền để xây dựng những bức tượng này mọi người. Các công trình mà mới được xây dựng trong những năm gần đây thì họ đã kế thừa những tinh hoa của cái cũ, cho nên cái gì mới thì cũng đẹp hơn cái cũ nè. Ở trên các bảng của các cổng chính điện thì chưa có đề chữ. Mấy ngọn tháp thờ bên ngoài thì thường hay thờ các vong hồn bá tánh mọi người. Nhìn ở bên này thì có một cái ngọn tháp rất là lớn, mình đến để xem cái chưng dụng vào công việc gì nha. Nhìn ở bên trong thì chỉ thấy có một cái ly hương để thắp nhang thôi. Tháp này thì cũng thờ chung chung về các vong hồn bá tánh. Các ngôi chùa Khmer ở các nơi khác thì đều có tháp cất giữ hài cốt truyền thống. Còn ở đây thì không có nhìn thấy mọi người. Ngồi chính điện đẹp rực rỡ luôn nha. Ở đây thì nhìn thấy chỉ có hai tông màu, đó là màu đỏ và màu vàng nha. Màu đỏ với màu vàng thì tượng trưng cho là phúc và lộc cùng với sự may mắn. Ở mặt bên này là mặt đông nha, mặt trước của chính điện. Mấy cái sân cỏ cỏ tự nhiên rất là mượt mà, cảnh quan rất là thân thiện luôn mọi người. Người dân tộc Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long thì họ sống đông nhất là Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang. Còn ở Cà Mau thì không đông lắm nha, chỉ chiếm khoảng 2,19% tổng dân số của tỉnh Cà Mau thôi. Hôm nay mình đến đây thì chính điện đã đóng cửa hết, mình không có vào bên trong được. Phần còn lại thì chúc cả nhà xem video vui vẻ nha.